tiếp tục chương trình thi đấu tại bảng số 3, mời hai vận động viên Minh Tiến, câu lạc bộ Minh Tiến và anh Dũng, Seria Biên Hòa.
Thank you.
Tiếp tục chương trình thi đấu tại bảng số 5, 12 vận động viên Hồ Duy, Đồ Thị Minh Ken và Hoàng Mến, Thủ Đức. Tại bảng số 2, Hồ Duy và Hoàng Mến. Tại bàn thi đấu số 5, mời hai động viên Trung Phú Thổ Tù Nguyễn và Tiến Ben cá độ Hoàng Lợi. Thank you.
vô tại tiếp tục tại bài thi đấu số 1, mời Nguyên Nguyễn Thiện Thịnh Em và Dương Hóa Đỉnh Cao. Tại bàn số 6, mời hai đồng viên Văn Tiền Hoàng Lượng và Anh Tuấn 339